Tao chứ nó không xu. Ông bà nội, chú Tư đâu? Bởi chú Tư không có đợi nổi con xu rồi. Xúc cái gì con nói xúc cái gì đâu? Xúc cái tài. Là cái gì? Cái tài. Cái tài là cái gì? Cái tài. Cái chữ. Cái cây đó là gọi là cái gì? Cái tài. Nó nói xúc cái cây gì nè? Cái keo dù. Cái keo. Cái keo dù. Rồi chú Tư đi rồi. Sáng giờ chú Tư đại không kịp. Bye bye Huy ơi. Bye bye. Thưa cô ba. Phanh tay chọn lại quay cô ba. Thưa phanh tay lại. Thưa cô ba. Con đi chợ. Con đi chợ. Dạ. Cô ba nhà vô dừng nhà giùm con. Ừ, giỏi. Trời ơi, lên chẳng thấy nói mình con hai đứa con quà. Ngày qua mười mấy đứa. Mười mấy đứa nhỏ hả? Hả? Mười mấy đứa nhỏ. Bởi vậy nó nít không là hai bàn. Cỡ thằng pin, cỡ thuốc là mười mấy đứa, gần hai chục đứa. Bà cho tôi mượn chứ tôi cãi tôi hồi tôi chào má có đưa bao giỏ trắng nào ba đó cái hiệp gì hiệp cứu không ghi. Ừ. Đó có cái nhà mời chị hai thì ghi chị hai thôi tôi kêu phải kèm các cháu rồi do mà nó không kèm nó cãi hoài nó giờ tôi mời một người thôi mời ai thì ghi một người nó khùng muốn chết mình phải rồi các cháu hoặc là các em vô nó cãi nó giờ muốn lộn một cái đầu tức quá trời ghét quá bỏ đi mày mời kiểu là bà đấy mày mời thắng chỗ này không ai đi mày để cho biết cái bạn mày mời thắng ngay bạn mày con bạn nhỏ mà mà nói không được rồi nói mày mời bạn mày cũng không em nói gì nè ở cái vụ như đi đâu đây chị hai con đi đâu đây đi chợ mua gì đó là tư lùng cho mình dễ nhớ thì em nói vậy hỏi rồi cái này cái gì cái cây cái gì cái giọng hả trái cây mua trái cây hả trái cây chi vậy trái cây đặng ăn hả giọng cái giọng đặng gắn cái giọng hả cái giọng xúc rồi hả cái giọng rồi cái hộp hộp này hộp gì đây mời phải có chung hộp này hộp gì đây lôi hết nhà ra. Ở sữa ai uống? Bác tám xu uống hả? Xu uống sữa hả? Rồi. Tôi tức quá trời. Đó. Đó là nó mua cái giọng. Cái nón này mua đây. Bà coi qua nè, chó cắn đứt dép sẵn rồi dắt đi chợ mua đó, đôi dép khác nè. Ai cắn? Ai cắn đôi dép? Con gì? Chó ở đâu? Chó ông Tám. Bên ông Tám hả? Không, tôi lùng đi theo bà nội. Nó đuổi. Rồi coi chuột bà vườn nó cắn không phát bệnh nhìn tẹo gà 30-40 con nhìn mình kia. Rồi đi chợ đi. Đi, máy bay qua đi, máy bay bổ đi, rồi thưa bổ. Bà ơi, con đi chợ. Dạ. Con đi chợ. Dạ. Bây giờ ba chuột nó ly chiêu ba đi kìa, đem bán chuột cho gà, ba nó làm gì? Nước bye bye. Đi đắng mày góp ý cho nó đi má. Nó tức quá.